Và khi mà chúng ta nói đến vật thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái chỗ trú cho, chỗ trú cố định cho một cái tâm nào đó gọi là vật. Nhưng mà môn thì chỉ là cái ngõ để tâm diễn biến. Thí dụ như nhãn vật thì nhãn vật chỉ là cái chỗ trú, nương trú của tâm nhãn thức thôi. Nhưng mà nhãn môn thì lại là cái cửa ngõ để cho tâm nhận thức và 44 tâm dục, ý giới, ý thức giới, nó đường xanh và nó bất cảnh sắc. Ở cái chỗ này chúng ta sẽ được hiểu sau khi chúng ta học về sáu vật có cái sự so sánh. Bây giờ thì xin mời cô Lâm Nhật Nguyệt đọc cho bài học, sau đó xin cùng thỉnh tự tòa chất đẳng giảng sư trong ngày hôm nay sẽ thuyết giảng bài học này. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa tu lành thầy, con kính thiết siêu đại nhập về. Bây giờ con xin được đọc Phật chánh văn bài học trình Phật pháp bài 70, sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức, sáu vật quán thú. Quán thú là phần vật chất của thân làm cho tâm thức. Thí dụ nhãn vật là mắt, là chỗ nương của nhãn thức. Nhĩ vật là tai, là chỗ nương của tai. Tâm nương gá vật là một trong những điểm của thắng pháp. Mới nghe thì rất đơn giản, nhưng thực tế thì tương đối phức tạp. Vì trong sự giải thích liên quan tới nhiều khía cạnh rộng lớn khác như về cõi, chúng sanh, sự đắc chứng thiền định, đạo quả. Có sáu vật là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, ý vật. Năm vật đầu là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, tương đương với năm căn hoặc năm mô: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nhãn vật là chỗ nương của tâm nhãn thức, cũng gọi là sắc thần kinh nhãn, có hình dạng như đầu con chí nằm bên trong con ngươi của mắt. Nhĩ vật là chỗ nương của tâm nhĩ thức, cũng gọi là sắc thần kinh nhĩ, có hình dạng như lông con cừu nằm ở màng nhĩ của tai. Tỷ vật là chỗ nương của tâm tỷ thức, cũng gọi là sắc thần kinh tỷ, có hình dạng như móng chân con dây nằm bên trong khoang mũi. Thiệt vật là chỗ nương của tâm thiệt thức, cũng gọi là sắc thần kinh thiệt, có hình dạng như đầu lông con có thể thấy ở lưỡi. Thân vật, năm vật kể trên liên quan trực tiếp đến năm thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ giác, vị giác, xúc giác. Năm vật này có sự khác biệt tùy theo chủng loại của chúng sanh do nghiệp lực quá khứ. Ví dụ, cũng thời lưỡi nếm vị, nhưng vị giác của loài người và loài vật không giống nhau. Ngay cả giữa loài người thì sự bén nhạy của vị giác cũng không đồng nhất. Khi nói về chi pháp thì năm vật này cũng là tương đồng với xứ, giới, môn, căn. Ví dụ, nhãn vật cũng là nhãn căn, nhãn xứ, nhãn giới, nhãn môn. Trong lúc ý vật thì hoàn toàn khác biệt so với năm vật trên. Người học phải đặc biệt lưu ý về điểm này. Ý vật là sắc nương của ý. Trong định nghĩa bất định, ý vật thuộc sắc pháp, vật chất của thân, không giống như ý giới là hai tâm tiếp nhận và khai ngũ môn, và cũng không hẳn là chỗ nương của ý thức giới như nhãn vật chắc chắn là nơi nương của nhãn thức giới. Rắc rối hơn nữa là trong thắng pháp đà, không sức,
không xác định là ý Phật là phần nào, ở đâu, hình dạng ra sao trong châu thân. Tất cả những đề quyết về ý Phật là trái tim hay máu trong tim hay não bộ đều là ý kiến của người đời sau. Sáu Phật và các cõi. Người học thắng pháp cần làm quen với một số cụm từ nói về cảnh giới sanh tử của chúng sanh. Cõi nhất quẩn tức cõi vô tưởng, không có vật nào cao vật. Cõi tứ quẩn tức bốn cõi vô sắc, cũng không có vật nào. Cõi ngũ quẩn thì có thể chia làm hai là các cõi phạm thiên sắc giới trừ cõi vô tưởng, không có tỷ vật, thiệt vật, thân vật. Nói cách khác là không có khứu giác, vị giác, xúc giác. Mặc dù theo sơ giải thì cũng có ngoại hình với mũi, miệng, thân. Trong lúc tất cả cõi dục giới đều có đủ sáu vật, tất nhiên có những ngoại lệ như người khiếm thị bẩm sinh. Một điểm khác cũng nên lưu ý là trong các cõi thiền sắc giới và vô sắc giới không có tâm sân do năng lực của thiền định. Tâm sân chỉ có trong cõi dục giới, trong lúc tâm tham và tâm si, trong 30 cõi hữu tâm. Chính điểm này nên trong 12 tâm bất thiện thì tâm sân đương ý vật nhất định, còn tâm tham và tâm si thì bất định. Sáu vật và thiền định đạo quả. 15 tâm thiền sắc giới luôn nương ý vật vì gián tiếp liên quan tới sắc pháp. Chư vị phạm thiên ở cõi vô sắc không thể nhập các thiền chứng sắc giới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Một chúng sanh cõi người đắc thiền vô sắc có thể nhập xuất tất cả tầng thiền sắc giới tùy theo ý muốn. Những tâm thiền vô sắc của người chứng thiền trong các cõi ngũ quận đều nương vật. Tâm sơ đạo, tu đà quần đạo phải nương ý vật và chỉ có thể sanh khởi trong những cõi vui ngũ quận. Chư vị phạm thiên cõi vô sắc không thể từ phạm nhân chuyển sang thánh quả, mà chỉ có thể từ thánh quả này sang thánh quả khác. Sớ giải ghi rằng một người chứng sơ quả tinh văn phải được khai thị từ sự nghe pháp, và điều này không thể xảy ra đối với chư thiên, đối với chư phạm thiên cõi vô sắc. Cũng nên nói thêm là chư Phật độc giác và toàn giác, mặc dù tự thân giác ngộ không cần khai thị, nhưng chỉ xuất hiện trong cõi nhân loại. Tương quan giữa danh pháp và sắc pháp, thắng pháp Abhidhamma nêu rõ sự liên hệ mật thiết giữa danh pháp, tâm thức và sắc pháp, vật chất với những điểm sau. À, tâm nương gá vật nhất định, gồm ngũ sân thức, hai tâm sân, ba tâm ý giới, ba tâm kiểm tra, tâm sinh tiếu, 15 tâm sắc giới, tâm sơ đạo, tổng cộng là 25 tâm. B. Tâm nương gá vật nhất bất định. Tâm nương gá vật bất định gồm 8 tâm tham, 2 tâm si, tâm khai ý môn, 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo, 8 tâm duy tác dục giới tịnh hảo, 4 tâm thiện vô sắc, 4 tâm duy tác vô sắc, 35 tâm siêu thế, trừ 5 tâm sơ đạo, tổng cộng 70 tâm. C. Tâm không nương gá vật gồm 4 tâm quả vô sắc giới, vì 4 tâm này chỉ có ở cõi vô sắc trong chức năng kiết sanh thức, tiềm thức, tử thức của chư vị phạm thiên vô sắc. Nhìn chung thì tâm nương gá vật là điều tất yếu trong sự hiện hữu của chúng sanh. Nếu muốn tách tâm ra khỏi vật chất như để sanh vào cõi vô sắc, cần năng lực siêu nhiên của ngũ thiền. Nói đến khía cạnh này phải kể luôn chư vị phạm thiên khỏi vô tưởng. Có nhiều điểm khi nói về sáu Phật liên quan mật thiết đến phần nói về người, cõi và nghiệp. Khi nói đến ba đề này, nó sẽ có nhiều điểm tương quan mật thiết về sáu Phật. Kinh văn đến đây đã chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh tự và chắc đảm tự vi thực giáo hội học của Bình Thái Danh.
Nó buồn với thầy nha. À, kính thưa thầy, thưa tổ sư, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý phật tử. À, thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua bài nói về sáu vật, một ở trong sáu khiếp trong của tâm thức mà chúng ta phải học trước khi học về diễn trình của tâm thức. Điều rất là thú vị là khi chúng tôi biết bài này đang lẽ nói về Phật, chúng tôi phải để ra sáu Phật. Nhưng mà chúng tôi đã có báo. Còn số sáu này tức là một ở trong sáu khía cạnh, tức là sáu khía cạnh quan trọng trong tâm thức, thì ở đây là khía cạnh thứ sáu. Chúng tôi để con số sáu, sáu Phật này thì tức là trùng đủ số sáu. Và cũng là điều thú vị là chữ vật á, chứ ta gọi ở đây thì ví dụ giống như chữ bát thú, chữ bát thú cũng có chữ vi, a thì nếu mà mình viết sáu rồi chấm bát thú thì chúng ta cảm tưởng như là nó trùng trước trùng sau. Ở thứ Phật tử sáu vật tức là sáu cơ sở vật chất của tâm thức. Tâm thức thì nó đưa vào vật chất. Như khi chúng ta học về giáo lý duyên khởi thì thức tái sanh tạo ra cuộc sống, thức tạo ra danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập. Thì ở đây khi chúng ta sanh làm một loại chúng sanh nào thì tâm của chúng ta đặc biệt là nếu không phải là chúng ta sanh năm cõi bốn cõi vô sắc và cõi vô tưởng thì chúng ta gọi là những chúng sanh sanh trong cõi ngũ uẩn, mà chúng sanh sanh trong cõi ngũ uẩn thì luôn luôn là có một cái liên hệ mật thiết giữa tâm thức và cái cơ sở vật chất ở trong thân của chúng ta. Lấy ví dụ như là chúng ta nói đến tâm nhãn thức, nhĩ thức, thể thức, thiệt thức, thân thức, là ngũ quan hay là ngũ sắc thức ấy. Thấy nghe người giúp được, tức là mình nói về thị giác, tính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác. Thì ngũ quan của chúng ta đó nó tùy thuộc rất là nhiều vào năm cái căn, năm cái sắc thần kinh mà chúng ta gọi tạm gọi nôm na là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nhưng mà khi chúng ta nói mắt á, thì thật ra cái đó nó cũng hơi rộng. Chúng ta nói mắt là nói một cái đại lực thôi, chứ thực sự cái dạng á, nó là một cái lens, hay nó là một cái đơn vị nhỏ lắm nằm ở trong cái động tử của chúng ta, nhỏ bằng động của vị trí vậy. Thì thưa quý vị, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta, nhãn nhĩ trí thiệt thân đó, thì nó lại do cái nghiệp quá khứ nó tạo nên, do cái chủng loại hiện tại, và do đó nó có sự khác biệt. Cái mũi của chúng ta cũng là cái cơ sở vật chất nương đá của khứu giác, của tâm tỷ thức. Nhưng mà thứ vì bởi vì chúng ta là con người nên mũi của chúng ta không có bén nhạy như là mũi của con gấu hay là con chó. Có lần chúng tôi nói với vị là người ta đã ghi nhận một cái hiện tượng là con gấu có thể đánh hơi được thức ăn ở trong thùng rác cách khoảng 12 dặm ăn, từ 12 mai. Đó là một ghi nhận của những nhà nghiên cứu về con gấu ở Đại học Winnipeg.
Thật ra rất là khó tưởng tượng là làm thế nào mà lỗ mũi có thể đánh hơi xa như vậy. À, chứ tôi biết rằng có một vài trường hợp mà con người của chúng ta, cái xác chết nó có thể gần cả trăm thước mà mình, cái mùi nó bay theo gió chúng ta có thể ngửi được. Nhưng mà thật ra rất khó tưởng tượng được là thực phẩm ở một nơi rất xa, xa rất xa mà con gấu có thể đánh hơi được. Hay trường hợp con chó cũng vậy. Quý vị thấy rằng ở Mỹ thì có những cái lực, những cái đơn vị quân khuyển và những cái mà chúng ta gọi là canine, những cái quân khuyển này đó được huấn luyện để đánh hơi bơm, để đánh hơi cần sa ma túy, để đánh hơi trái cây thường. Đã đánh hơi và phân biệt được là tài tịch rồi. Nhưng mà bình thường quý vị, những cái vật đó để trong vali mà chúng ta là vô phương, không thể nào đánh hơi ra bơm giống ở chỗ nào được. Nhưng mà con chó thì cái mũi nó có thể phân biệt được. Và khi đánh hơi gặp được cái đó thì nó sẽ có phản ứng liền. Và người ta biết là trong cái vali nào đựng trái cây, trong vali nào đựng cần sa ma túy, ở trong vali nào đựng chất nổ, vật nó được huấn luyện thì ra nó biết được. Thì như vậy chúng ta thấy rằng tâm thức ấy, nó có nương gá vào cái cơ sở vật chất. Và cái vật chất này nó tùy theo chủng loại. Và chủng loại này nó được tạo nên bởi sanh loại hay là bởi cái nghiệp quá khứ. Bởi vì chúng ta mới có thể là thức gì danh sách dung lượng nhập vào. Danh sách ở đây nói nhiều về các chủng loại của các chúng sinh. Cũng con mắt ấy, nhưng con mắt của chư thiên khác với con mắt của loài người, mắt loài người khác với con mắt của loài vật. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng khi mà nói về sáu vật chất thì ở đây thuần là cái cơ sở vật chất nương gá của tâm thức, dù là ý vật. Hồi nãy thì tôi từ siêu có đề cập và quý vị cũng nghe trong bài học, chúng ta nói rằng nhãn vật tức là con mắt, nó đồng nghĩa với nhãn căn, đồng nghĩa với nhãn xứ, nhãn giới. Nhưng mà ý thì ý vật khác với ý môn, ý giới, ý xứ giới nó khác hoàn toàn. Vì điểm này chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Thứ vì khi học về vật á, cũng cho chúng ta những chú thích rất là quan trọng về sự liên hệ đến diễn định của tâm thức. Lấy thí dụ như là quý Phật tử đã từng được nghe rằng nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức ở trong diễn trình tâm thức là điều mà chúng ta sẽ học vào tuần tới đó, ở trong bài học tới đó, thì tương đối rất là mũi lượt. Cái nhãn thức ví dụ về chỉ bắt cảnh đơn giản cảnh là màu sắc hay là đường nét, chứ nó không có nói rằng ồ đó là bức tranh, đấy là đồng tiền, đó là cái này cái kia, rất là mũi lượt. Thì câu hỏi rằng tại sao nhãn thức là một thức lớn mà nó lại mũi lượt như vậy? Thì khi mà chúng ta học về vật á, thì chúng ta biết rằng ở trong cái diễn trình tâm thức á, chỉ có nhãn thức là nương ở nhãn một sát đa duyên. Trước đó tâm khai ngũ môn và sau đó là tâm tiếp thu hay tiếp kẹt, nó thuộc về ý vật. Và chúng ta thấy rằng trong một khẩy móng tay tâm sinh diệt triệu điều cái, mà từ cái sát đa khai ngũ môn qua cái ngũ sông thức qua tới tiếp thu, nó phải đổi cái vật, nó đổi vật tức là
từ ý vật qua nhãn vật trở lại ý vật. Mà chính điểm này, nhận thức không thể nào mà tinh tế rõ ràng được, mà nó phải rất là bụi lực. Chúng ta cứ tưởng tượng một khải bông sinh nhiệt triệu triệu cái. Trong lúc đó, thì giờ một sách ra thôi, nó nương vật này, trước đó nương vật khác, sau đó nương vật khác, thì làm sao mà nó tỏ rõ được? Bởi vì khi chúng ta học về vật, nó cho chúng ta nhiều gợi ý rất là quan trọng, rất là quan trọng để chúng ta hiểu về một số cái chi tiết hết sức là tế nhị của những trình tâm thức. Thì thưa quý vị, chúng ta nói đại lược đó là nhãn vật đó, là một cái vật thể rất là nhỏ như đầu con chí nằm ở trong cái con ngươi của chúng ta. Nhĩ vật đó, là một cái vật thể có cái dạng giống như cái lông mà nó cong như lông con cừu. Vì nào mà biết con lông cừu nó không có thẳng mà nó cong lại, nằm ở màng nhĩ chúng ta. Tỷ vật thì nó hình như móng chân con dê nằm ở bên trong khoang mũi của chúng ta. Thiệt vật thì nó giống như đầu lông con nhím. Ở đây không biết có vị nào biết con nhím không? Nhím nó khó lông đấy, giống như cái trong dạ. Và cái đầu lông giống như là một những cái đầu khi mà mình le lưỡi mình thấy có cái bụt nhỏ ở trên lưỡi mình, thì cái đó là thiệt vật. Bởi vì được ví dụ vô nhiễm và nhưng mà riêng về thân vật á thì không giống như bốn vật trên. Thân vật là nó là xúc giác hay là thần kinh thân của chúng ta, thì nó có mặt ở khắp cả trong thân khách. Ví dụ như là cái lưỡi của chúng ta để nếm vị, cái vị chua cay mặn ngọt mà chúng ta nếm á, thì cái vị đó được biết là chua cay mặn ngọt là do cái vị đó tiếp xúc với thiệt vật hay là thần kinh thiệt nằm ở trên cái lưỡi chúng ta. Nhưng mà khi nào chúng ta bị khen khơi so, chúng ta bị đạn á, mà bị lỡ lưỡi á, cái lưỡi có lâu mình bị cắn lưỡi hay nóng quá lỡ lưỡi, thì cái lưỡi được đau rát á, cái đó không có tính là thiệt vật, mà cái nó thuộc về thân. Tức là mặc dù nó lỡ cái lưỡi nó đau đó, nhưng mà cái đau nó thuộc về xúc giác chứ không phải là vị giác, mặc dù sẽ cái lực. Cũng tương tự như vậy, ví dụ như là mình nói con mắt á là cảnh sắc, nhưng mà khi con mắt cái chưa bị nhậm bị đau thì cái nhậm cái đau đó đau mắt á, nó bị sốn hay nó bị mũi vô hay này đó, thì cái đó nó thuộc về xúc giác chứ không tính là thị giác. Dạ, không biết thị giác thì cảm thấy đau mắt, cảm thấy bị sốn hay là bị bụi vô mắt chẳng hạn, thì cái của mắt nó không phải là thị giác mà nó thuộc về xúc giác. Nhưng mà thưa quý vị, nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật thì xem ra rất là đơn giản. Năm vật đó là năm cái cơ sở vật chất đường gá ở trong thân cho năm cái thức. Năm thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Bây giờ chúng ta nói đến một cái vật thứ sáu là ý vật. Vật này thì rắc rối. Vật này rắc rối. Rối ở nhiều phương diện lắm. Thứ nhất là chúng ta phải khẳng định rõ đó là ý vật
nó là cái cơ sở vật chất thuộc về sắc pháp. Khi mà mình nói về ý vô hay chúng ta nói về ý giới thì những thứ đó không phải là cơ sở vật chất, đó là tâm hoặc là tâm hồn kiếp, như trường hợp của ý môn hoặc là ý giới, trong trường hợp của hai tâm tiếp thu và tâm hay ý môn chẳng hạn. Nhưng mà khi chúng ta nói về ý vật ấy, thì nó không phải là tâm, mà ý vật là cơ sở vật chất của ý, nó thuộc về sắc pháp. Nhưng mà rồi chúng ta lại có thêm một ý nghĩa rắc rối khác, là Đức Phật Ngài chỉ nói rằng có sắc gọi là ý vật, nhưng mà Ngài không nói cái sắc đó là hình dạng ra sao, ở đâu. Mặc dù có vài vị cố gắng giải thích rằng ý vật tức là một ít máu trong trái tim hay là trái tim, bởi vì khi mà mình có chuyện gì mình lo sợ, có được khi cái tim mình đập, hay là nhiều khi chúng ta nói mình gặp cái chuyện đau lòng đó, trái tim đau nhói, hay là yêu thương ai trái tim thủng thích. Và có nhiều khi người ta nói đến ý vật đó, tức là bộ não, não bộ của chúng ta bây giờ từ cái bộ não nó bắn ra những tín hiệu, những tín hiệu nó ảnh hưởng hệ thần kinh và nó truyền những tín hiệu khắp trong bộ, tạo nên những phản ứng, thì họ nghĩ là bộ não là ý vật. Nhưng mà ở trong tạng thánh pháp thì không có nói cả hai, trái tim hay bộ não. Nếu mà quý vị nào có nghe vị nào đã giảng đó, là ý vật máu trong trái tim hay là trái tim hay não là bộ óc, thì cái đó là chúng ta nên ghi nhận rằng cái đó không có trong thánh pháp, không trong pháp tạng, và cái đó chỉ là do các vị giảng sư giảng thêm. Ở trong kinh thì Đức Phật Ngài không nói rằng ý vật nó có một cái hình dạng, nó có một cái vị trí nào đó ở trong thân của mình. Về điểm này chúng ta cần nhớ. Bây giờ thì quý vị để hiểu về ý vật đó, thì chúng ta nên chú ý đến vài phương diện. Những cái điểm này đó thật ra mình chưa học tới, về người, về cõi, về nghiệp chẳng hạn, chúng ta chưa học tới. Đó là một phần sau nữa, sau những định tâm thức chúng ta sẽ học. Nhưng mà ngay trong hiện tại đó, nói về học này đó, chúng ta nói sơ lược là người, cõi, nghiệp đó, có liên quan đến những cái vật này mà chúng ta không thể không chú ý. Và khi nói tới cả cõi đó thì có một số các cụm từ mà chúng tôi muốn nêu lên ở đây để quý vị nhớ. Thông thường chúng ta cõi có ba cái cảnh giới, gọi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Như vô sắc giới thì có 11, rồi thì vô sắc giới có 4, dục giới có 11 vậy. Và cõi trời sắc giới chúng ta có 16, tổng cộng là 31 cõi. Thì nếu mà chúng ta tính nhà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, người, tứ thiên vương, đạo lợi, và ba độ sức, tam hòa tự tại, hòa lạc thiên thì cũng được. Nhưng mà ở đây ấy, có những cụm từ mà quý vị nên nghĩ là cõi nhất quẩn, tức là trong đông quẩn sắc thọ tưởng thức chỉ có một thôi, đó là phạm thiên và vô tự. Để sanh lên nó và thân này vậy, nó tạo nên do nghiệp. Cái thân nó không có vật nào hết, không có nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, và cũng không có tâm luôn. Tại vì tâm á, nó nương vào cơ sở vật chất, cơ sở vật chất là vật. Vì không có tâm đấy gì là vật,
Thành ra chư Phạm Thiên ở cõi vô tưởng đó thì không có Phật đạo. Rồi chư vị Phạm Thiên ở cõi vô sắc gọi là có những cái cõi tứ quẩn. Tứ quẩn tức là chỉ có thọ quẩn, tứ quẩn, hành quẩn, thức quẩn mà không có sắc quẩn. Dạ, không có sắc quẩn, không có vật chất. Thì cái không có sắc quẩn này đó đã được xem như là cái cõi không có vật đời, giống như cõi vô tưởng không vật đời. Cõi vô tưởng thì có cái thân nhưng mà nó là cũng không có vật đời, mà cõi vô sắc thì hoàn toàn không có sắc phẩm, mình chỉ có tâm. Thì cõi vô sắc gọi là cõi tứ quẩn, có thọ quẩn, tưởng hành quẩn, hành thức quẩn, nhưng mà cũng không có có vật đời. Rồi những cõi còn lại tức là 11 cõi dục giới, 15 cõi trời sắc giới, chúng ta gọi là 15, chúng ta trừ khỏi vô tưởng ra, thì những cõi này gọi là cõi ngũ uẩn. Ở trong những cõi ngũ uẩn này thì lại có những cõi ngũ uẩn vui, tức là chúng ta trừ 4 cõi ác đạo ra, còn lại gọi là cõi ngũ uẩn vui. Khi mình học thắng pháp và đôi khi người ta nói chuyện, người ta dùng những cụm từ, và những cụm từ này đề cập đến một cái nhóm nào đó, như là cõi nhất quận, cõi tứ quận, cõi ngũ quận, rồi ngũ quận có ngũ quận vui, ngũ quận khổ chẳng hạn. Ít ai nói ngũ quận khổ lắm, nhưng mà có ngũ quận vui, có ngũ quận khổ. Thì những cái này mình học lâu lâu phải để và cũng nhớ, nhớ là tốt. Tại vì khi mà mình nói cõi vô uẩn, không ai ngồi đó đọc cho mình nghe một loạt dài từ cõi người, rồi sáu cõi trời dục giới, rồi các cõi trời phạm thiên, sơ thiện, ba cõi nhị thiện, ba cõi tam thiện, ba cõi tứ thiện, hay là cõi ngũ trần tư thiên vân vân, người ta không có liệt kê ra, mà chỉ nói là cõi vô uẩn hay là cõi ngũ uẩn. Cõi ngũ uẩn thì có luôn bốn ác đạo, còn cõi vô uẩn thì không có. Những cái cụm từ đó chúng ta phải để ý. Thế đây thưa quý vị, hồi nãy chúng tôi nói là chúng sanh trong cõi nhất quẩn là cõi vô tưởng, tức cõi có thân mà có tâm, cõi vô tưởng thì cõi này không có vật nào, không có tâm thì đâu cần cơ sở vật chất cho tâm nương giá. Và cái cõi mà chúng ta gọi là tứ quẩn là cõi vô sắc cũng không có luôn, tại vì như hồi nãy chúng ta nói là cả sáu vật, nhãn vật, dĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật đều là cơ sở vật chất. Nó chỉ có cõi có sắc pháp, có vật chất thì mới có sáu vật này. Cõi không có sắc pháp thì không có vật. Thành ra cõi vô tưởng và bốn cõi vô sắc là năm cõi đó hoàn toàn không có, không có sáu vật. Mà trong những cõi mà gọi là ngũ uẩn thì chúng ta phải nói như vậy là các cõi phạm thiên. Thì tại vì cuộc sống của nó rất là tế nhị, do đó cõi phạm thiên không có tỷ thức, không có thiệt thức và không có thân thức. Nhưng mà điều này chúng tôi có chú thích đó, là không có nghĩa là các vị không có tỷ thức, không có thiệt thức, không có thân thức. Thì khi mà vẽ hình chỉ vẽ của con mắt và hai lỗ tai thôi, mà còn phần ở dưới là liền lạc, không có gì hết. Thì thứ gì theo trong sớ giải đó, thì chính vì Phạm Thiên và chúng ta có ngoại hình giống nhau, của mắt, tai, mũi, miệng, nhưng có mũi chứ không có, không có, không có nếm, không có ngửi, có lưỡi chứ không có nếm, có thân chứ không có xúc chạm. Cái đó là cái mà chúng ta nên hiểu. Và trong 12 tâm bất thiện ấy, thì có một thứ tâm mà chúng ta cũng nên để ý là tâm sân. Tâm sân nương ý vật, nhưng mà tâm sân tuyệt đối không có trong các cõi phạm thiên, dù là học thiền sắc giới hay bậc sắc giới. Tâm sân là một thứ phiền não rất là thô,
và tâm sinh không có ở trong các cảnh giới của thiền định, thì sắc giới thiền vô sắc thì hãy đạt đến thiền để vượt qua năm cái tri cái, và vị này không có cái sân mà kiểu sân thô tháo, tâm sân không có, có được phạm thiền. Trường hợp tâm tham và tâm si thì cũng có, dĩ nhiên ở trên thực tế dĩ nhiên ở trên trời vô sắc cũng hạn, thì các vị đó có ái chấp về cảnh giới sanh tử, hiểu như vậy. Cũng có tâm tham tâm si nhưng mà rất khác với cái tâm tham tâm si thô như chúng ta, nhưng mà đặc biệt là tâm sân thì không có các cõi phẩm thiền. Bây giờ thì chúng ta nói về sáu phần liên quan đến thiền định và đạo quả. Thì thưa quý vị, đặc biệt ở trong thắng pháp thì nêu rõ rằng những tâm thiền sắc giới, những tâm thiền sắc giới chắc chắn là phải nương vào sắc ý vật. Do vậy, khi mà một người ở cõi người mà tu thiền mà chính mà có đạt đến các tầng thiền, chính là thiền chứng như sơ tâm, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới, thì những điều đó luôn luôn là phải nương vào ý vật. Và trong cõi người, nếu bất cứ ai tu tập thiền vô sắc, như là chúng ta nghe nói về đạo sĩ Asita, người đã coi tướng Đức Phật, hay là hai vị đạo sĩ mà Đức Phật gặp trước khi ngày về Ma Kiết Đà, đó là đạo sĩ Uttaka Radhakrita và chữ Alarat Kalama, thì một vị chứng thiền vô sở hữu và vị phi tưởng phi phi tưởng. Thì ở trong cõi người như những vị đó tu tập các thiền vô sắc, chứng thiền vô sắc, thì những cái tâm thiền vô sắc đó vẫn như ý vật. Những vị chứng thiền vô sắc như là ba vị mà vừa đề cập đó, những vị đã sanh vào cõi vô sắc, thì ở trên cõi vô sắc đó, đó trước nhất là như hồi nãy nói rằng cái tâm thiền của các vị đó không có, không có vật như là vật đạo hành, bởi vật là vật chất mà cái đó là tâm thiền vô sắc thì không có vật chất. Và thứ nữa là bởi vì vị đó không có vật nào hết á, trong sáu vật không có ý vật, nên chi vị đó không thể nhập vào ở trong các thiền sắc giới như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền sắc giới. Nói cách khác là hiện tại bây giờ ba vị đạo sĩ mà đã được đề cập khi nãy đã sanh về cõi vô sắc, và các vị đó mặc dù ở cõi người đã từng chứng qua các thiền sơ nhị tam tứ ngũ thiền sắc giới, nhưng mà ở trên đó thì các vị không nhập vào những tầng thiền đó được, bởi vì không có vật nở thì không nhập được. Nhưng mà riêng về những vị ở cõi người như là Đức Phật của chúng ta, hay là các đại đệ tử ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, và có những vị phàm tăng mà chứng thiền phi tưởng phi phi tưởng, thì vẫn có khả năng xuất nhập nhập xuất các tầng thiền như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chúng ta nghe Đức Phật ngày các vị viên định Niết Bàn đó, ngày nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất sơ thiền, nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, vân vân. Thì ngài có thể từ thấp lên cao, thì cần xuất thấp xuất nhập tự tại, nhưng mình chưa vi phạm thiền ở cõi trời vô sắc không có nhập những thiền sắc giới được, tại vì các vị đó không có. Và ở đây cũng có trường hợp khác mà được nêu lên một cách rất là đơn lẻ, là một vị mà chứng sơ đạo đó thì không thể chứng ở cõi vô sắc, mà cái tâm sơ đạo luôn luôn phải nương vật. Bởi vì sao? Bởi vì cái vị mà chứng tu đạo hoàn, vị đó cần được khai thị hoặc giả là diệu pháp, hoặc giả là đọc về diệu pháp
mà từ nghe từ đọc được khai thị chính đắc. Và cái ở trong kinh mà nghe nhiều pháp là một ở trong những yếu tố bị tu được hoàn đó. Thì chúng ta biết rằng có ba hạng Phật là Phật toàn giác, độc giác. Thì Phật toàn giác, độc giác từ thân giác ngộ. Mặc dù các ngài từ thân giác ngộ nhưng mà không bao giờ có trường hợp mà Phật độc giác, toàn giác xuất hiện, sanh ra, xuất hiện thành đạo ở trên cõi trời vô sắc hay là ở cõi các cõi trời khác. Mặc dù từ thân giác ngộ và chư Phật độc giác và toàn giác chỉ sanh ra hiện hữu ở trên chỉ sanh ra ở cõi người thành đạo của người. Còn các vị thính văn giác ấy, thì lại có một đặc điểm là phải được nghe, phải được khai thị từ giáo pháp của Phật toàn giác. Và do vậy các vị không thể sanh ở cõi trời vô sắc được. Nhưng mà nếu bây giờ có trường hợp về là một cái người cư sĩ hay là một vị tỳ kheo ở cõi người đã chứng tu đầu hoàng rồi mà tu thiền vô sắc, sanh về cõi vô sắc, thì từ cõi ở trong cõi vô sắc thì từ cái quả vị gọi là sơ quả vị đối thể chứng nhị đạo, rồi nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, tức là đã là bậc thánh rồi thì tiến lên những tầng thánh khác thì các vị hoàn toàn làm được. Nhưng mà nếu là phàm chưa đắc đạo chứng quả thì chưa vì phạm thiên cõi vô sắc không thể chứng sơ quả tu đầu, sơ đạo tu đầu quân được, không chứng sơ đạo sao chứng sơ quả được. Có nghĩa là bởi vì lý do là một vị thánh thanh văn thì cần được khai thị, cần được nghe pháp, mà ở trên cõi vô sắc thì không có thể nào nghe, không thể nào thấy, không thể nào đọc được, thì lấy đâu mà đắc đạo chứng quả. Là riêng về tâm sơ đạo đó, về tâm sơ đạo thì không có. Nhưng mà nếu đã đắc đạo ở dưới cõi này rồi, sanh lên đó là bị sơ quả, rồi thì có thể tiến lên và có thể tiến được. Thành ra khi mà chúng ta được đến các Phật các, thì chúng ta nhớ là trên phương diện thiền định và đạo quả đó là đó là điều mà chúng ta nên biết. Chúng tôi cũng muốn nói đến một cái đoạn sau cùng của bài học là sự tương quan giữa danh pháp và sắc pháp. Nếu chúng ta suy nghiệm cho kỹ trong bài học này thì chúng ta thấy rằng một chúng sanh ở đời mà có thể trong cái sự hiện hữu của mình mà tách rời khỏi trời cây vật chất và tâm thức thì vì đó phải là cái nói thì vô ngữ của chuyện thì đó là nội công thâm hậu, và nói theo trong Phật là thiền chứng phải cao thâm lắm. Thiền chứng cao thâm đó, chứng ngũ thiền mà chán cái đời sống nội tâm thì đã nguyện sanh về cõi không có tâm. Không tâm ở đây chúng ta gọi là vô tưởng, không phải tự nhiên mà mình sanh về cõi vô tưởng được. Chúng ta không phải tự nhiên sanh về vô tưởng được mà chúng ta phải có ngũ thiền, tức là cái tam muội định phải rất là mạnh. Và một vị mà chứng thiền vô sắc để sanh về cái cõi không có sắc quẩn, không có vật chất, thì cái thiền vô sắc cũng là một cái thiền cảnh giới rất là cao. Tức là muốn đạt đến cảnh giới thì không phải dễ. Tức là muốn đạt cảnh giới mà hoặc là chỉ có thân mà không có tâm, hoặc chỉ có tâm mà không có thân, không dễ. Không dễ. Đa số cái bình thường ấy, thì chúng ta ở cõi ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức hay là có danh có sắc thì đó là chuyện bình thường, rất là bình thường. Mặc dù những cái cõi phạm thiên ngũ quẩn á thì đòi hỏi là có thiền chứng sơ dị tam tứ phủ thiền, và những cái vị chư thiên ở các cõi trời dục giới như là tứ thiên vương, đau lợi, già xoa, già ma, đối sức khóa lạc, thao ác tự tại, và ngay cả có người chúng ta đều phải có phước. Bốn đường ác đạo thì do cái bản lực của bất thiện nghiệp. Nhưng mà căn bản mà nói đó, thì dựa trên cái nhìn về sáu vật thì chúng ta thấy rằng muốn tách rời tâm thức của vật chất ra thì phải có năng lực rất là siêu nhiên của ngũ thiền. Có năng lực siêu nhiên ngũ thiền mới là một cái nguyện lực có thân mà không có tâm như cõi trời vô tưởng, hoặc giả là sanh về cõi vô sắc chỉ có tâm không có thân.
Dạ. Cái chuyện đó không phải là chuyện dễ dàng. Thưa quý vị, khi mà mình học vào sáu vật này thì chúng ta phân biệt là có những cái cõi, có những cái tâm mà nương vật có tất cả là cố định. Cố định ở tại đây, nếu quý vị đọc kỹ thì thấy rất là rõ những cái tâm mà không thể nào mà không có vật, thì ở trong đó có ngũ song thức. Ngũ song thức là 10 cái cặp, 10 cái thức, 5 cặp, tức là cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, kệ tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức, ngũ song thức. Thì nhãn thức thì bắt buộc phải có nhãn vật, nhĩ thức thì phải có nhĩ vật, tỷ thức phải có tỷ vật, thiệt thức phải có thiệt vật, thân thức phải có thân vật. Hai tâm sân, như hồi nãy nói rằng hai tâm sân chỉ có ở trong cõi dục giới, hai tâm sân không có trong phạm thiên sắc giới và phạm thiên vô sắc giới, thì không có trường hợp nào mà tâm sân sanh ra mà không có nương vật, gọi là bất định, gọi là cố định. Ma tâm ý giới tức là khai ngũ môn hay tiếp thu, thì ma tâm ý giới chỉ có ở trong những cái cảnh, những cái cõi mà chúng ta gọi là cõi có cõi vô ngũ thôi, thành ra bắt buộc là nó nương vật. Ba tâm kiểm tra, tức là ba tâm một sắc đó, tâm sinh tiếu, sinh tiếu không có sắc thì không có cười được, mình cười là phải có sắc, phải có cái chữ, mà bây giờ có sắc thì tức là phải có vật thôi. 15 tâm sắc giới, tức là tâm thiện sắc giới luôn luôn phải có vật. Tâm sơ đạo tổng cộng là 25 tâm. Tâm nương gá vật bất định đó, thì gồm có 8 tâm tham, 2 tâm si. Nãy chúng tôi thì giải thích tại sao trong 12 tâm bất thiện đó, thì 2 tâm sân là cố định, mà 8 tâm tham mà 2 tâm si lại bất định, bởi vì tâm tham hay là ái chấp có thể khởi lên ở chư vị phạm thiên vô sắc giới. Rằng có khi tâm của các vị phạm thiên vô sắc giới thì không có nương vật, và tâm ở cõi người hay cõi khác thì tâm khai ý môn. Khai ý môn nếu mà ở cõi trời vô sắc thì lại không có nhân vật, nhưng mà các cõi của quần này có nhân vật. 8 tâm thì dùng giới tịnh hảo, 8 tâm duy tác dùng giới tịnh hảo, 4 tâm thiện vô sắc, 4 tâm duy tác vô sắc. 4 tâm thiện và 4 tâm duy tác này, nếu mà ở cõi người hay những cõi khác mà có chứng được thiền, có thiền chứng, thì nó phải có đương vật. Nhưng mà nếu mà những cái tâm thiện và tâm duy tác này ở cõi trời vô sắc thì không có đương vật, thì nó phải bất định. 35 tâm siêu thế trừ 5 tâm sơ đạo, cái chuyện hồi nãy chúng ta giải rồi, tổng cộng là 70 tâm. Thì bây giờ chúng ta đã nói về tâm đương vật cố định, tâm đương vật bất định, thì nó lại còn có một cái phân loại khác nữa, đó là tâm không nương cá vật. Dạ, tâm không nương cá vật thì là một cách cố định, đó là muốn cái tâm gọi là tâm quả vô sắc. Tại vì sao? Tại nếu chúng ta đã học về 14 sự đó, 14 chức năng, thì bốn tâm quả vô sắc này chỉ làm có 3 cái chức năng thôi, đó là kiến sanh thức, đó là tiềm thức và tự thức, cho chư phạm thiên cõi vô sắc là chỉ tồn tại cõi vô sắc thôi, và nhất định là không có nhân vật đâu. Thì thưa quý vị, có lần chúng tôi dùng một cái thí dụ là người xây một ngôi nhà, trong ngôi nhà thì cột kèo, nói cái này thì đụng chạm đến thượng tọa tự siêu, bởi vì cái chuyện xây cất thượng tọa tự siêu hiểu nhiều hơn chúng tôi không hiểu rằng, nhưng mà chúng tôi cũng chỉ hiểu đại khái đã là nó cấu kết với nhau một cách rất là chặt chẽ, rất là chặt chẽ. Nhưng mà làm nhà nếu nó không chặt chẽ thì nó sập, nếu không chặt chẽ thì nó hư. Thì khi chúng ta học thánh pháp á,
Và mình học về, như ví dụ mình học về môn, mình học về chức năng, mình học về cảnh, mình học về vân vân, thì tôi vì sẽ thấy rằng ở mỗi một cái đề tài soi sáng cho chúng ta một số vấn đề mà chúng ta rất cần để ý. Rất cần để ý những điểm này. Bây giờ những cái điểm này đó, khi mà chúng ta đề cập 6 cái khía cạnh của tâm thức ấy, mà quý học thấy, ô tại sao mình mất nhiều thời giờ như vậy, nhưng mai mốt khi mà chúng ta học về diễn trình tâm thức thì chúng ta thấy rất cần những điều này. Và đồng thời đó, khi mà chúng ta học về diễn trình của tâm thức ấy, thì nó sẽ bổ nghĩa, sẽ bổ túc cho những gì mà chúng ta đang học. Thí dụ mình học về vật, về môn, về chức năng. Và rồi khi mà chúng ta học về người cõi nghiệp á, thì nó là bổ túc cho những điều này. Bởi vì học thắng pháp có cái hay như vậy, quý vị, là ở một cái phân đoạn nào đó, ở một giai đoạn nào đó, thì mình thấy rằng nó, cái này nó rời rạc, nó liên quan tới kia. Nhưng mà càng học rồi càng thấy nó liên lạc với nhau. Và không thể nói sai, nó thiếu gì. Nói sai, nó thiếu gì, nó có nhiều vấn đề. Và chúng tôi thì có cái đức tin là thánh pháp không phải là một tác phẩm được viết lên một cái đơn thuần, là một cái tác phẩm được trước tác bởi một tác giả. Ví dụ hôm nay quý vị nghe nói về tại sao tâm sơ đạo không thể sanh ở các cõi trời phạm thiên, thì nó không đơn giản là một suy tư. Nó chẳng có chuyện gì để suy tư, chẳng có chuyện gì để chứng minh, tại vì nó như vậy, nó giảng như vậy. Và do vậy khi mà chúng ta học vào thánh pháp, ngoài cái sự kết cấu rất là chặt chẽ cho chúng ta hiểu hết sức và căn bản rất là vững, thì chúng ta lại có cái niềm tin rằng những điều này nó không phải là một cái sản phẩm của trí suy luận. Nhưng mà nói về tâm sinh nếu, tại sao phải đưa thêm tâm sinh tiếu ở trong 18 cái môn nhân? Tại sao họ nói rằng chư vị a la hán cười bằng những tâm thọ hỷ, tâm duy tắc, dùng giới thọ hỷ, dù là học tiếng lý trí nhưng không ở trong kinh hay có thì Phật phải nêu lên. Và do vậy chúng ta học ở đây, chúng ta sẽ nhận ra rằng thánh pháp chỉ là một cái bản ghi nhận cái hiện tượng tự nhiên, chứ không phải là một cái tác phẩm được suy tư rồi tạo nên trở thành một cái sản phẩm được trước ta như là những quyển sách khác. Thì thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong bài nói về sáu vật. Và bây giờ thì kính bạch thầy tổ bạch thầy tiếp theo bài giảng của tổ giám đốc và tâm đương vật. Thì ở đây thưa quý vị, ngũ vật là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, năm sắc thực tinh đó là chỗ đương cho nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Như vậy thì ngũ vật chỉ làm chỗ nương cho 10 tâm thôi, gọi là ngũ sung thức. Đâu nhãn thức, đâu nhị thức, đâu tỷ thức, đâu thiệt thức, đâu thân thức. Mỗi một đôi thức như vậy đương một cái sắc vật.
riêng về ý Phật thì nó làm tổn thương cho ý giới và ý thức giới. Trừ trong ý thức giới nó trừ ra bốn quả vô sắc, bởi vì bốn quả vô sắc nó chỉ hiện khởi ở trong quả vô sắc mà thôi. Ở dưới cõi sắc giới, cõi dục giới thì không có thể nào chứng được cái quả vô sắc. Cho nên quả vô sắc chỉ là chỉ xuất hiện, chỉ hiện khởi ở cõi vô sắc trong trường hợp làm việc tục sinh một kiếp và tỉnh cho phẩm thiên vô sắc. Mà cõi vô sắc thì cõi không có sắc pháp, không có sắc quấn. Thế cho nên bốn cái tâm quả vô sắc này hoàn toàn không có nương, không có nương nơi ý Phật. Thì như vậy chúng ta trừ ra 14 thì chúng ta còn 107 tâm. Trong 107 tâm đó, bảy giới và 104 tâm ý thức giới còn ngũ quẩn. Là đương vào cái sắc ý vật. Nhưng mà ba tâm ý giới đó, anh đương sắc ý vật nhất định, tức là hai tâm tiếp thu với tâm thầy ngôn môn là nương nhất định ba tâm ý giới. Còn 104 tâm ý thức giới mà nương ý vật thì trong đó có trường hợp nhất định và trường hợp bất định. Bây giờ chúng ta chia sẻ với quý vị lý do tại sao trường hợp nương nhất định những tâm ý thức giới mà nương ý vật nhất định đó, hai tâm sân nương ý vật nhất định là bởi vì tâm sân nó chỉ hiện khởi ở trong cõi dục giới mà thôi. Chúng ta nhớ là các vị phạm thiên sắc giới vô sắc giới là không bao giờ có tâm sân. Cái đặc tính của các vị là mát mẻ do thiền, do mãnh lực của thiền. Vì rằng tâm sân chỉ sanh ở cõi dục giới thôi, cho nên luôn luôn nó sanh khởi lại, nó đương vào sắc ý vật nhất định. Ba tâm quan sát hay
cái gọi là tâm kiểm tra, thẩm tra đó, hay thẩm tấn. Thì ba tâm này cho dù nó là một cái việc cầu sinh một kiếp tử cho chúng sanh, là phu nhân ở cõi nhân loại và cõi tứ thiên vương, hay là muốn bốn cõi khổ, nếu quan sát và bất thiện thì cũng nằm ở trong cái phạm vi của dục giới. Tâm sinh tiếu cũng vì A-la-hán, tâm làm việc cười phải đưa quý vật nhất định. Tại sao vậy? Là bởi vì quý vị cứ nghĩ một vị phạm thiên vô sắc A-la-hán, ngài không có sắc pháp, vì A-la-hán đó chỉ có bốn dinh quẩn, thì như vậy làm sao cười được mà có tâm sinh tiếu. Cho nên nếu mà nó chỉ xuất hiện ở dưới cõi ngũ quẩn, tâm sinh tiếu chỉ xuất hiện trong cõi ngũ quẩn, thì như vậy là đương ý vật nhất định. 15 tâm sắc giới cũng đương ý vật nhất định, bởi vì ở trong cõi trời, trong cõi phạm thiên vô sắc, thiền tầng chẳng lui, do đó đã đạt đến cái thiền vô sắc thì cái cõi thức không vô biên xứ, chỉ có thiền không vô biên xứ, thiền thức vô biên xứ, thiền vô sở xứ, thiền vi tưởng xứ. Cái cõi thức vô biên thì chỉ có cái tầng thiền thức vô biên xứ, vô sở xứ, vi tưởng xứ. Cõi vô sở hữu, vô sở xứ thì chỉ có thiền vô sở xứ và vi tưởng xứ. Còn cái cõi phi tưởng phi tưởng xứ thì chỉ có thiền phi tưởng xứ thôi. Đến nỗi không thể lui lại cái thiền vô sắc, đừng nói chi là lui trở lại cái thiền sắc giới. Cho nên chi 15 tâm sắc giới này chỉ có quanh quẩn ở trong cõi sắc giới và cõi dục giới, cõi vui dục giới mà thôi. Thế cho nên phải nương ý vật nhất định. Tâm sơ đạo tức là tâm tu được quần, tâm đạo tu được quần. Cái tâm tu được quần đạo tức là chuyển tập từ phàm phu tánh, chuyển tánh vô trợ phu, từ phàm phu tánh mà sang thánh tánh. Mà thánh tánh từ phàm phu sang thánh tánh là vì đó phải có cái sự thực hành thiền quán hay là nghe pháp mà đắc được đạo quả tu được quần. Do nghe pháp hoặc là do hành thiền mà cái cõi vô sắc á, thì đâu có phạm thiên vô sắc, đâu có thần kinh nhĩ đâu mà nghe pháp, nghe đức Phật thuyết pháp. Trên hệ sanh lên cõi đó mà còn phạm phu thì phạm phu luôn. Còn khi nào là bậc thánh ở dưới cõi này thì mới sanh lên trên đó, là vị Tu Đà Hàm, vị Tu Đà Vương, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán ở trên đó được. Nhưng mà hãy phạm phu vô thu chánh đáng mà sanh lên cõi vô sắc thì vô phương không có đắc được đạo quả, bởi vì không có thể chuyển tánh được.
Vô tra phu không có thể vô tra phu. Lý do là không thể nghe pháp và không thể hành hành thiền định tứ niệm xứ. Bởi thế năm tâm sơ đạo, tức là sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền, thì năm tâm sơ đạo đó chỉ có, chỉ nương nhất định vào sắc ý vật. Đó là lý do. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái tâm nương giác vật bất định, gồm tám tâm tham, hai tâm si. Chúng ta nghe đọc thì chúng ta biết rồi. Mười tâm bất thiện này thì lại có mặt ở trong cái cõi vô sắc. Mà hễ có khi nào mà có mặt ở trong cõi vô sắc thì nó không có nương vật. Chỉ khi mà nó hiện khởi ở trong cái cõi ngũ quẩn thì nó mới có nương vật mà thôi. Như vậy thì có nương vật, có lúc nương, có lúc không nương. Tám tâm tham, hai tâm sân gọi là bất định. Rồi tâm khai ý môn cũng bị, tâm khai ý môn thì nó sinh khởi đủ 30 khổ hữu tâm, trừ khổ vô tưởng thôi. Trong 30 khổ hữu tâm đó thì 26 khổ vô quẩn và 4 khổ vô sắc. Tâm khai ý môn ở trong con khổ vô quẩn thì nó làm hai vai trò. Một là vô tâm bên đó, tức là ở trong cái lộ trình tâm ngũ môn bắt cảnh sắc tâm trí bị xúc đó, thì tâm khai ý môn nó đóng cái vai trò của tâm bên đó, phân đoán, tâm phân đoán hay là tâm đoán định. Còn ở trong lộ ý môn thì nó đóng vai trò là khai môn cho lỗi. Thì do đó ở trong cõi trời phạm thiên vô sắc thì vẫn có lỗi ý môn, không có lỗi ngũ môn nhưng có lỗi ý môn. Và hãy có lỗi tâm ý môn như vậy thì khởi đầu của lỗi tâm phải là tâm hệ khai ý môn. Mà khai ý môn ở trong cõi vô sắc thì không có nước, không có nương vật, chỉ có khai môn trong cõi sắc giới hữu tưởng và cõi dục giới có được, có được sắc vật mà thôi. Tâm tâm thiện dục giới tình hảo cũng vậy. Chúng ta đừng nghĩ rằng đã gọi là thiện dục giới thì tại sao mà lại có mặt ở trong cõi vô sắc giới. Thì thưa quý vị, thật ra những tâm này, những cái tâm này nó ở trong cái địa phức gọi là dục giới. Và tại vì nó vẫn bắt được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh xúc, cho nên gọi là tâm dục giới. Chứ vì thật cái tâm này là có mặt trong 30 khỏi hậu tâm để làm cái động lực cho việc thấy, nghe, gửi đến, đụng và suy nghĩ. Do đó, khi mà nó xuất hiện trong tâm đại thiện này, mà nó xuất hiện trong cái cõi vô sắc ấy, thì nó không nương vật, mà xuất hiện ở trong cõi sắc giới và cõi dục giới. Cõi sắc giới vô tưởng mà là dục giới đó, thì lúc đó nó mới được, mới nương vật, nương sắc ý vật, cho nên gọi bất định. Tám tâm duy tác cũng tương tự như vậy. Tám tâm duy tác dục giới tình hảo thì nó cũng nương, nương vật bất định, vì có lúc thì nó sẽ khởi nơi cơ tánh của vị A-la-hán phạm thiên vô sắc. Có lúc nó cũng có thể sanh khởi nơi cơ tánh của vị A-la-hán trong cõi sắc giới hữu tưởng và cõi dục giới nữa.
hãy sanh trong cõi vô sắc á, sanh sanh khởi cõi vô sắc á, thì nó không có nương vật, mà sanh khởi cũng bởi sắc giới hữu ngũ uẩn và cõi dục giới thì nên sanh khởi nó phải nương sắc ý vật. Có tám tâm nương ý vật cũng là bất định nữa, đó là bốn tâm thiện vô sắc, bốn tâm tố tâm duy tác vô sắc. Vì sao vậy? Vì thứ gì? Khi ở cõi dục giới, một người họ tu chứng thiền sắc thiền vô sắc thì lúc đó vị hành giả gọi là có tâm, thiện vô sắc, hoặc là vị A-la-hán ở dưới cõi dục của sắc giới này mà tu chứng thiện vô sắc thì gọi là bốn tâm duy tác vô sắc. Cái đó cũng bất định thôi, bởi vì thiện vô sắc và duy tác vô sắc thì nó cũng vừa có thể hiện khởi trong cõi dục giới sắc giới mà cũng có thể hiện khởi trong cõi vọng thiên vô sắc. Mà hễ ở cõi vọng thiên vô sắc thì nó không có nương, không có nương sắc Phật. Bây giờ chúng ta nói đến 35 tâm sự thế. Chúng ta bỏ 5 tâm sơ đạo. Thì 35 tâm sự thế, trong đó 5 tâm nhị đạo, 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị đạo, 5 tâm nhị quả, 5 tâm tam đạo, 5 tâm tam quả, 5 tâm tứ đạo, năm tâm tứ quả. 35 tâm này trừ năm tâm sơ thiền ở năm tâm sơ đạo thì 35 tâm còn lại thì nó đều có mặt ở trong 27 cõi vô hữu tâm, trong 27 cõi vô hữu tâm, tức là bốn cõi vô sắc và hai mươi hai cõi vui ngũ uẩn đó, bảy cõi vui dục giới, cõi nhân loại, sáu cõi trời, sáu cõi chư thiên, rồi là bảy cộng thêm có 15 cõi sắc giới hữu tưởng nữa là 22. 22 tâm này hai mươi hai cõi vui hữu sắc với bốn cõi vô sắc đều có cái tâm sự thế. Bây giờ chúng ta lại nói qua cái tâm không có nương vật. Ở đây tâm không nương vật chỉ có bốn thứ tâm. Là bốn tâm quả vô sắc. Bởi vì như chúng tôi đã nói khi trước
là 400 ngày. Nó chỉ hiện khởi sanh báo nghiệp do tu chứng thiền vô sắc mà thôi. Tức là sau khi mà chung ở cõi dục giới, cõi vui dục giới và cõi vui sắc giới, thì lúc đó một vị hành giả đã từng chứng thiền vô sắc thì nó sẽ phát lên tâm quả để dẫn đi tái sanh ở cõi kia, ở cõi vô sắc. Và khi đã sanh được ở vô sắc rồi thì trong ở vô sắc tiếp tục đóng cái vai trò làm việc hộ kiếp cho quan giác và tự chú tiếp cho đời sống của một vị phẩm thiên. Cho nên vốn ở vô sắc này chỉ có mặt ở trong cõi vô sắc. Mà có vô sắc thì hoàn toàn không có sắc Phật. Thì đó là cái lý do tại sao tâm nương vật nhất định, và lý do tại sao tâm nương vật bất định. Có trường hợp là tâm không có nương vật thì chúng ta phải nhớ được ba cái trường hợp đó. Và ở đây thưa quý vị, khi chúng ta nói đến sáu Phật thì chúng ta có nói đến sắc ý Phật. Chúng tôi nhắc lại cái điều này nữa, cái sắc ý Phật hay là vô thú, cái danh từ Hatayá nó có nghĩa là cái tim. Nhưng mà Hatayá ở trong bộ Thamasangini nó cũng có nghĩa là tâm, tâm tạng, bạch tạng, Sundara cũng là tâm, mà Hatayá cũng là tâm. Cái chữ tâm ở trong chữ Hán á, chữ tâm nó cũng có nghĩa là thức, và tâm nó cũng có nghĩa là tim. Thí dụ tâm can tỳ phế thận là chỉ về trái tim, thì chữ Hatha vô thú ở trong Pali cũng vậy đó, vừa đồng nghĩa với chữ chính tá là tâm, mà chữ Hatha giá nó còn có nghĩa là mang xa đã giá, tức là cái trái tim bằng thịt. Tuy nhiên, nói về cái sắc y vật hay là vô thú, ý kiến cho rằng đó là một số máu trong trái tim, gọi là sắc nghiệp trong trái tim. Rồi có một số học giả thì họ cho rằng là sắc y vật đó là não bộ. Nhưng đây chỉ là ý kiến của đời sau thôi. Còn ở trong chánh tạng, trong nhất là trong cái bộ vị trí bất thành á, khi Đức Phật ngài trình bày thì ngài dùng cái từ gọi là văn rô văn Nisaya, văn rupa Nisaya,
chitta chetasika dhamma upajanti. À không, tôi dân rupang nissaya mano thatu chat mano thatu yu chat upajanti tăng rô băng hay là dầu thú. Ý giới và ý thức giới khi mà sanh khởi nó nương vào sắc nào, tăng rô băng nó xảy ra nương vào sắc nào thì tăng rô băng sắc đó được gọi là hay là dầu thú. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là ở đây hay là giá quá thú là không có khẳng định, không có xác định nó thể chất như thế nào. Bởi vì có những loài bản sinh, có những loài côn trùng nó không có hai cái giác, không có cái trái tim, và có những loài nó không có cái bộ não, thì hỏi gì những cái loài đó nó không phải là chúng sanh sao? Thì chúng ta trả lời phải, nó là chúng sanh. Nhưng mà là chúng sanh không có, nếu như mà không có trái tim, không có não bộ, như vậy thì tâm nó đưa vào đâu? Thì ở đây quý vị, bất cứ xác nào trên thân của cái con tép đó, của con tâm đó, thì xác đó là nó nâng đỡ cho tâm ý giới, ý thức giới của cái loài này hiện khởi. Cho nên ở đây đó, mặc dù chúng ta nói nhãn phần nhĩ phần tỷ phần thiệt phần thân phần cái hình thức như thế này, nhưng mà cho đến ý phần thì chúng ta không nên nêu rõ cái hình thức là cái gì. Thì đó là một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Và bây giờ thì xin kính thỉnh thượng tọa giáo cảnh trở lại điều hợp với những cái câu hỏi từ sáu Phật. Trong bài học hôm nay Nam Mô Thầy. Sao tôi thích kiện chưa có tôi xin. Mà thưa tôi xin vừa xin có vài câu hỏi để hỏi chư tổ tự siêu là có đôi khi đối với người và đối với vật khác người ta nhận ghi nhận một vài hiện tượng là một con vật như con trùng rồi cắt thành đôi thì khúc này nó vẫn bỏ, khúc kia nó vẫn bỏ, hay là con người có nhiều người họ bị thương, bị cắt đứt ngang cái hông của mình, nhưng mà phần trên thì họ vẫn nói chuyện được. Thì phải chăng là trong cái nhìn của thượng tọa tự siêu thì đối với thắng pháp đó, thì có một số cái cơ phận của thân thể đó nó bắt buộc phải có. Quý vị mọi người chơi 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 bắt buộc phải có để làm nơi nương của ý, chúng ta gọi là sắc ý vật. Còn những nơi khác thì thật sự nó không quan trọng. Ví dụ như là một cánh tay người ta chặt đi thì không có nghĩa là người ta không còn sống được nữa, nhưng mà có cái đầu bị cắt đi thì người ta phải chết. Thì tôi có nghĩ như vậy không?
thì dĩ nhiên là khi mà chúng ta học ấy, thì sắc ý vật không đó là cái xíu như thế nào nằm ở đâu, nhưng mà có những trường hợp mà cái cơ thể bị cắt đứt một phần nhưng mà rồi cái phần kia thì nó thấy không thể hoạt động bình thường, mà cái phần nọ đó thì nó vẫn còn có cái ý thức được. Thì như vậy ở trong cái châu thân mình cũng có những chỗ mà chúng ta tạm gọi là cái phần trọng yếu của sắc ý vật, có phải như vậy không theo tôi gọi? Và thỉnh thoảng có những con vật như con đĩa chẳng hạn, nó cắt lần đôi thì phần nào nó cũng sống được, thì người ta nói có phải trường hợp nó bị phân tâm không, hay là từ một nó biến thành hai, hai biến thành ba? Xin cái thử ý kiến của chúng ta. Kính thưa quý vị, thực ra thì không thể anh nói rằng ở trong thân thể mình cắt cái đầu thì không còn sống được nữa. Do đó sắc ý vật phải nằm ở trên đầu, tức là bộ não, nó không thể có được đâu. Như chúng tôi đã trình bày, đồng ý là cắt đầu là không thể sống được, nhưng mà cái đó là một trường hợp khác, bởi vì chúng ta nói đến cái động vật học thì cái đầu, cái não của chúng ta với cái hệ thần kinh dài xuống tới còn sống được một chân, cái hệ thần kinh đó là do bộ não điều khiển hết. Cho nên khi mà cắt đứt tiền cổ, cắt đứt cái gì, lúc đó là con người chết. Trong khi chặt cục tay hay cục chân thì nó vẫn liền lại và người đó vẫn sống, mặc dù cục tay mặc chân. Chúng ta không thể dựa vào cái chỗ cái đầu quan trọng như vậy, chúng ta cho rằng là cái vật nó nằm ở phần đầu. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì cũng có người cho rằng sắc ý vật là tức là số máu của trái tim. Nhưng mà các trái tim người ta vẫn thay được, người ta có thể thay tim mới. Thì như vậy trái tim nó cũng chưa hẳn là hai tay cho quá thú. Một sắc đầu ở trong cái châu thân này thì sắc đó là hai tay cho quá thú. Nhưng mà khi tách ra nhiều phần thì trong trường hợp này không lẽ chỗ nào cũng là có sắc ý vật, cũng có tâm đương hết. Xin lỗi. Hôm nay chúng tôi có vấn đề, chúng tôi bị cảm, nên hồi nãy chúng tôi uống vì không để cơ sở mà nó có chống dị ứng.
Bây giờ anh thấm thuốc. Các phần còn lại xin thỉnh thượng tọa Tây Quyền, thượng tọa Pháp Tân quan hỷ dưới cái sự điều hợp của thượng tọa Dịch Đạo, xin hai vị giúp chúng cho khoảng 2-3 phút để chúng tôi sẽ bị sớm. Xin thỉnh thượng tọa Giáo Đẳng trở lại. Chúng tôi xin đi. Thật ra thì thứ gì, tức là hôm nay chúng ta thấy xin không có khỏe, để uống thuốc cho nên không. Chúng ta có rất nhiều điều bàn về chuyện này. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ thảo luận ở phần khác. Bất cứ tân thì tòa có nghe được không? Nếu thì học sinh đang ở trước máy và nghe được, xin thỉnh thì tòa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi thì tòa học sinh thì tòa có nghe được không? Dạ. Thì tòa học sinh chúng ta thường nghe trong dân gian nói rằng cái hồn của người này nhập trong xác người kia, giống như câu chuyện mình nói hồn Trương Ba ma tập kịch thì là chúng ta cũng thỏi nghe đó, là ma nhập vô hay là chư thiên nhập vô hay thậm chí ở đằng trên giữa mình sử dụng như vậy. Nhưng mà khi ta học Phật pháp thì ta bao giờ thấy rằng, đặc biệt ở trong thánh pháp có hiện tượng là cái tâm thức của chúng sanh này mà nhập vào trong chúng sanh khác, cái thân xác chúng sanh khác. Xin thỉnh thượng tọa Pháp Tân. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sắc Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Đảnh lễ từ tổ tự siêu, từ tổ giác đẳng và từ vị tâm linh hạnh được tự trì sinh thần của chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Nè, theo con có nghĩ rằng trong dân gian thì cái việc này thì con cũng có gặp mấy lần, nhưng mà cũng người ta nói người ta bị nhập phi nhân nhập, thì nói đến phi nhân ma quỷ gì đó, rồi có người thì nói là ông này bà kia ở trên trời, chẳng hạn nói như ông thánh này hoặc bà chúa ở đâu trên trời dựa vô phán quyết nói những lời như vậy. Thì những điều đó thì con theo con thì con nghĩ rằng con không có tin lắm. Tại vì không phải là cái đối tượng nào nó cũng lại là có dựa vô đâu. Dạ. Thì nếu mà mình học Phật Pháp đó, thì rõ ràng là sắc thân của người nào thì là tâm thức của người đó. Và theo Phật Pháp thì nói trong giáo lý chánh thống của Phật giáo Nguyên Thủy, đặc biệt là A Tỳ Đàm, thì sau khi chúng ta mất, chúng ta tử thì ngay tiếp tục lúc đó là chúng ta tục sinh liền, tùy theo nghiệp mà chúng ta tục sinh, tái sinh ở một cảnh giới khác, chứ không có một cái khoảng thời gian thân trung ấm hoặc là chờ đợi một thời gian nào đó mới đi đầu thai, đi tái sinh hay là được sự phán quyết của ai đó. Thì theo Phật giáo chính thống thì không có chuyện đó, không có cái chuyện mà chờ khoảng thời gian. Cái mà chúng ta tục sinh, chúng ta chết, chúng ta tục sinh liền đó. Thì ở trong A Tỳ Đàm chúng ta cũng biết đó là chúng ta tử lúc nào thì ngay lúc đó chúng ta tục sinh liền. Riêng con thì con cũng có chứng kiến cái
cái việc mà người ta dựa. Ngày xưa chúng con nhớ là có một lần chứng kiến cái cảnh của cái người đó, mà ở đây người ta gọi là soi căn. Soi căn, soi căn tức là người ta ngồi, người ta niệm niệm một chút đó, thì bắt đầu là người ta nói kệ thơ, nói là từ trên cõi trời rồi linh căn gì đã thả xuống, rồi sau này sẽ trở về, thì thường là nói ở cõi trên thôi. Thì những điều đó thì con hoàn toàn không có tin, hoàn toàn không có tin. Nhưng mà con tin có phi nhân thì có, tức là nói đến phi nhân thì nói chung có các cái chủng loại khác nhau. Nhưng mà chúng ta biết ở trong Phật pháp thì tâm người nào thì ngũ uẩn mà, ngũ uẩn hả? Sắc của người nào thì bốn thành phần danh uẩn còn lại của người đó. Và trong A Tỳ Đàm thì khi chúng ta mất thì có nghĩa là chúng ta tục sinh liền. Con tin có phi nhân nhưng mà không phải trường hợp nào lại là dựa. Và thường thường là những người mà dựa nhập thì cái tâm của người đó không có vững. Không có vững. Tức là tâm của người đó nó không có định tĩnh, hoặc là họ mơ màng, mơ màng. Giống như là cái nhà mà mình sẵn sàng mở cửa để cho người ta dựa vô vậy. Thì thường thường là như vậy. Những người có cái tâm lý như vậy thì sẽ bị dựa. Nhưng mà không phải là ai cũng dựa, là phi nhân dựa. Không phải trường hợp nào cũng là có phi nhân dựa. Bởi vì khi họ giả cũng có. Mà thường thường là cứ nói ông này bà kia, hoặc là nói dông này dông nhỏ nọ, thì nghĩ rằng con tin có phi nhân nhưng mà không phải trường hợp nào cũng có dựa vô. Thì nếu mà nói Phật pháp thì rõ ràng là khi chúng ta tử lúc nào thì ngay lúc đó chúng ta tục sinh liền ở một cảnh giới mới, tùy theo nghiệp mà chúng ta tục sinh. Và theo kinh Tăng Chi thì để mà chúng ta tái sinh cảnh giới lành thì nó khó, nó ít, nó hiếm hơn so với lại chúng ta tái sinh ở trong cảnh giới khổ. Thì cảnh giới khổ gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Nói chung là những loài phi nhân rất là nhiều loại ở trong đó. Dạ. Thì theo con nghĩ rằng nói chúng sanh là mọi trường hợp nào cũng dựa thì điều đó không có như vậy. Tại vì nhiều khi họ giả cũng có. Yeah. Rồi là hoàn toàn là những cái điều đó là những cái hiện tượng mà cái người bản thân đối tượng đó thì họ mơ màng, họ sống, họ tâm họ không định tĩnh, là giống như họ quan niệm họ như cái nhà mà mở cửa sẵn sàng là ai dựa vô thì dựa, ai vô thì vô. Như vậy thì phần lớn là những người đó là như vậy. Thì ý kiến của con xin có cái ý trả lời qua cái câu hỏi của thượng tọa. Thì con nghĩ rằng là theo Phật giáo chính thống thì mình tự lúc nào thì mình tục sinh lúc đó. Phật giáo Đại Thừa hay là một số bộ phái của Phật giáo Đại Thừa thì nói rằng có thân trung ấm. Đó là quan niệm của Phật giáo là như vậy. Còn cái hình ảnh mà mình thấy rằng những cái trường hợp thấy người ta nói là dựa đó thì phần lớn là người ta nói là người ta ở cõi trên, không phải trường hợp nào cũng là có thật, là có dựa. Nhưng mà con nghĩ rằng là sự thật ra là phi nhân nó cũng có thể suy kiến mình một phần này, chứ không phải ai cũng suy kiến được. Và cái đối tượng mà bị suy kiến như vậy đó, để người ta mượn xác, mượn hồn, mượn xác để mà nói chuyện, chuyển tải cái gì đó, thì phần lớn là cái người đó tâm không có vững. Giống như là trong một cái tâm thế hết sức là sẵn sàng mở cửa để cho người ta dựa vô, thì phần lớn là những người bị nhập, bị dựa là như vậy. Con có cái ý để chia sẻ cái suy nghĩ, cái trường hợp mà con đã gặp như vậy. Thì theo con nghĩ là đối với trong Phật pháp thì mình tin có phi nhân, không phải là trường hợp nào phi nhân cũng dựa. Mà nếu là nó là dựa thì rõ ràng là tâm thức của mỗi người, sắc của người nào, mỗi một người, một chúng sinh thì có đủ ngũ uẩn. Nếu mình nói cõi người
thì có đủ ngũ quẩn đó. Sắc quẩn là cái sắc thân của mình, còn bốn cái thành phần danh quẩn còn lại, những một phần danh quẩn còn lại của người khác dựa vô mình đó, thì mình ở đâu? Con đặt ra cái câu hỏi như vậy. Thì đây là cái suy nghĩ của con trả lời cái câu hỏi của chúng tôi vừa nêu. Con nghĩ rằng trong mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau, nhưng mà riêng bản thân con thì về Phật pháp thì con nghĩ rằng tin vào những gì mà Phật pháp truyền tải, và khi mà mình tục sinh, mình tưởng lúc nào thì mình sẽ tục sinh lúc đó. Cái việc mà mình thấy bồng hồn ma bóng quý với cái phi nhân hiện đầu này đầu kia thì họ đã là một cảnh giới mới rồi, họ tục sinh một cảnh giới mới rồi, chứ không phải là hồn ma lắc lưỡng giấc dơ giấc dưỡng để chờ đến lúc nào đó tái sinh. Thì theo con tin là như vậy. Con xin có cái ý kiến để có kỹ câu hỏi của chúng ta. Con kính chúc chúng ta trả lời. Sao cứ chừng mà chúng ta pháp tự thứ gì chúng ta cũng chắc ở đây rồi. Cái chuyện mà đem cái hồn để nhập vào cái xác này, đó là chúng ta nói quan thì nói được linh hồn là một vật thể giống như vật chất vậy, như ánh sáng như nào. Thật ra thì ở trong tâm pháp đó, cái tâm thức đó thuộc về nam á, nó cũng không phải là một vật thể mà có thể đem cái này nhét vào cái kia. Nhưng mà trên phương diện tâm ý lý thì có thể tác động, có thể ảnh hưởng, có thể điều khiển. Giống như là ở trong đời sống của chúng ta có những ảnh hưởng rất là thô, có những ảnh hưởng rất là tế, nhưng mà có ảnh hưởng, như cả ảnh hưởng, nhưng mà chư thiên, các loài thiên nhiên thì họ có cả ảnh hưởng đôi khi rất là mạnh. Thí dụ như là có những trường hợp các vị gia chủ do ma phương tác động xu thiến nên không có để bác công việc để phật hiện này cái được thực hiện. Bây giờ thì chúng ta bước sang câu thảo luận số 3. Xin được hỏi thượng tọa Tư Nguyện, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tư Nguyện nghe được, dạ vâng, dạ thỉnh thượng tọa Tư Nguyện có nghĩ trả lời cho câu thảo luận số 3. Hôm nay chúng ta học về sáu vật, tức là sáu cái cơ sở vật chất là cái nơi nương gá của tâm thức, ở trong đó kể cả ý vật là cái cơ sở sắc pháp, cơ sở vật chất nương gá của tâm ngoài một số thực ra. Thì tôi đã thấy ở trong cuộc sống nó có hiện tượng như vậy là mình lo lắng nhiều quá thì tâm lý coi thử, hay hoặc giả là một người bị béo phì thì người đó thường là thụ động, là hôn trầm nhiều. Thì thiền tọa có nghĩ rằng giữa tâm thức và ý vật ấy, có cái sự tương tác hay chịu không? Cái này ảnh hưởng kia, kia ảnh hưởng cái này không? Và nếu ảnh hưởng thì nó có giống như đại học chúng ta vừa đề cập không? Xin cái thân ý kiến của thiền tọa thiền nguyện. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sơn Khai, giờ cho thầy chúng được nghe rõ không ạ? À? Cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và bày đến tôn tổ giác đẳng pháp tăng tổng thành đến từ trì sư minh thông phục chư tăng đến chào đến chúng được cùng chư Phật tử. Chỉ có thể nói rằng giữa cái Phật hay là cái cảnh và cái tâm nó có một sự cân đồng rất là lớn. Nếu như chúng ta vui á, cái tâm chúng ta nó hân hoan á, những cái mặt chúng ta biết liền. Nói một cách gần kề dễ hiểu hơn, tâm chúng ta vui, chúng ta được cái gì đó chúng ta vui á, thì nhìn cái gương mặt chúng ta, cái sắc diện của chúng ta nó rất là khác. Mà khi chúng ta âu sầu, u dột, buồn rầu á, thì cái sắc pháp của chúng ta nó cũng rất là khác. Thì nó giữa tâm thức và cái thể xác đúng như vậy đó. Thì nó có một sự tương quan rất là mạnh. Bởi vì ở đây chúng ta nhớ tâm á, nó sanh sắc tâm, nghiệp nó sanh sắc nghiệp, và dựa trên cái sắc pháp này, tức là chúng ta thấy do tâm mà nó thể hiện hết. Chúng ta vui, chúng ta buồn, chúng ta lo lắng,
Thì từ những cái tâm lo lắng đó, đó nó làm cho ngay cả cái hệ thống tuần hoàn của chúng ta, tim can thì phải thận gì nó đảo lộn á, nó rối loạn á. Bởi vì vậy cho nên cái giữa cái sắc pháp của một vị tu thiền, chúng ta thấy nó rất khác. Một người mà tu thiền, như là tu thiền chỉ hay tu thiền quán, cái tâm họ nó được an tịnh, nó được thân quan, cái thân an, tâm an, tâm an thì thân an. Có thể thân an nhưng tâm chưa an, nhưng điều phải mà thân an thì tâm an thì thân nó sẽ được an. Có thể nó là như vậy. Ở đây chúng ta nói nó không bị bệnh hoạn, chúng ta nói là tứ đại bất hòa. Do tứ đại bất hòa thì cái này thì do cái tâm chúng ta an, nhưng có thể cái sắc nó không an là do tứ đại, do chúng ta bệnh, thì chúng ta yếu cái sức chút xíu, thì cái điều đó chúng ta cái đó là cái ngoại lệ thôi. Chứ còn nếu như thường thường á thì chúng ta thấy nhiều khi cái ngoại cảnh nó không tác động được, làm cho chúng ta phát sinh phiền não là đúng. Nhưng có thể nói rằng là cái nội cảnh làm cho tâm của chúng ta hết sức là vững vàng, hết sức là khỏe khoắn. Một cái tâm mà nó ổn định, một cái tâm mà nó tốt đẹp đó, thì kính thưa quý vị, các cái hệ thống tuần hoàn như là bao tử, dạ dày hay hoặc là tim can thì phải thận gì đó, nó sẽ rất là ổn định. Và nếu như chúng ta có một cái tâm mình nó có thể có cái năng động, cái tâm này nó cái tâm chúng ta có thể nó cái tâm nó tác động, nó vô trợ nhiều đó, hay nó chủ quan mạnh mẽ đó, thì chúng ta linh hoạt hay chúng ta năng động thì chúng ta tránh đi cái sự béo phì, tránh đi một cái sự nặng nề. Đó chính là nó có cái sự phối hợp của cái gì, của cái sắc đặc biệt, để tâm chúng ta nó nhu nhuyễn, tâm chúng ta nó nhẹ nhàng, thì cái này sắc đặc biệt nó cũng sẽ phối hợp. Cho nên vì vậy chúng ta nhớ là thức nhu thức nhiệt là nó phối hợp. Thì ở đây giữa cái tâm chúng ta gọi là cái linh hồn thể xác, nhưng nói như vậy thì nó có cái chuyện linh hồn, nhưng giữa tâm thức và thể xác này có một cái mối tương giao rất là lớn. Bởi vì khi mà cũng như khi chúng ta chết thì tâm thức nó lìa khỏi cái thể xác này, cái chuyển diễn luôn, nó tự trị đó, thì lập tức chúng ta thấy nó bị cái gì, nó thiếu cái hơi nóng, thiếu hơi nóng là nó rơi vào cái lạnh, và rồi nó thiếu cái tứ đại, nó không có một yếu tố đó rồi thì chính thức cái gì là chúng ta chết. Cho nên vì vậy cái tứ đại nó tự hoàn thì cái thân xác của chúng ta nó được yên ổn. Ở đây tứ đại nó dựa trên tức là cái gì, nó là cái thể xác. Còn cũng vậy, chúng ta thấy nếu như chúng ta nóng thật thì sắc cảnh thì cái nhãn vật của chúng ta đó nó bệnh, nó có vấn đề. Cái căn nhãn căn của chúng ta có vấn đề thì chúng ta rất là khó, hay chúng ta bị ù tai, hay chúng ta bị có một cái mụn nhọt gì, hay là có một cái vết lở vết lát gì ở trong tai chúng ta, trong mũi, trong họng chúng ta, tức là nó đến vị giác, nó đến giác hay thân của chúng ta nó bị bệnh đó, hoặc nó bị một cái tai biến rồi, thì cái thứ bị nó không có cái sự phối hợp giữa cái tâm thức chúng ta vẫn còn, nhưng cái sắc đó khi chúng ta bệnh nó không còn cái sự phối hợp, tự đại nó mạnh mẽ, nó rất là yếu. Thì ở đây chính là do cái gì, do tâm của chúng ta. Và cái tâm của chúng ta nó trì trệ thì nó sản sinh ra nhiều cái yếu tố nó bất lợi cho mình. Chúng ta nhớ như vậy, nhiều yếu tố bất lợi, mà yếu tố bất lợi này thì chính là nó dễ sinh ra bệnh. Cái đó là do chính chúng ta, và nhiều khi chúng ta không khéo thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên vì vậy để cho chúng ta được yên ổn thì chúng ta có một cái tâm nó buông bỏ, cái tâm nó nhẹ nhàng, tâm nó không câu thúc, tâm nó không có cái sự bực bội, không có sự khó chịu vân vân,
thì chúng ta sẽ được yên vui, chúng ta sẽ được tốt đẹp. Dạ. Thì ảnh hưởng tâm thức và ngược lại cũng vậy, nó có một sự phối hợp rất là nhịp nhàng. Thế mà thân khinh an, tâm khinh an, xong thân khinh an, giữa thân tâm khinh an này thì kính thưa quý vị, chúng ta làm việc nó rất là hiệu quả, hay chúng ta tu cũng rất là mạnh mẽ, và chúng ta có nhiều cái, cũng như có nhiều sức khỏe để chúng ta mới có một cái nhiều sức khỏe. Đó là tâm phải có một cái sự định trụ, cái tâm có một cái sự vững vàng, vững chãi. Thì kính thưa quý vị, thì chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả, đạt được như ý của mình tốt đẹp hơn. Đây chính là ý của con như vậy. Quý vị của tôi thực hiện công thức thực quả năm 1 2. Sao cái chuyện tuyệt toàn tuyệt quyền. À, thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay thật ra thì có rất nhiều điểm để thảo luận, nhưng mà chúng ta hết giờ rồi. Do đó chúng tôi dành vài sau cùng để nói thêm một số điểm. Đó là khi mà chúng ta càng học thắng pháp và chúng ta đọc thêm về những cái nghiên cứu của khoa học liên quan đến giải thích về tâm sinh lý của người ngày nay đó, thì chúng ta thực sự có nhiều đức tin hơn. Chúng tôi có một điểm như vậy là khi mà giảng thắng pháp thì chúng tôi không có giảng đi xa đề tài, tại chúng tôi sợ rằng điều đó sẽ làm cho quý Phật tử bị phân tâm. Quý Phật tử bị phân tâm. Nên chúng tôi giảng tới dân vui thì nằm ở trong đề tài. Và đôi khi những cái chuyện như nãy giờ trong các thảo luận đó, thì chúng tôi để riêng một phần thảo luận. Thảo luận nó cũng có liên hệ, nhưng không liên hệ, nó cũng có liên hệ, nhưng mà liên hệ một cách gián tiếp, chứ không liên hệ trực tiếp. Quý Phật tử khi mà đọc thì nên để ý, nên để ý kỹ là tại sao mà chúng ta có những điều được viết ở trong bài học, và trong lúc đó thì có những điều khác chúng ta chỉ để cho phần thảo luận mà thôi. Rất là đơn giản là nếu những đề tài như là câu thảo luận của Thượng Tọa Từ Siêu, Tọa Tân, Tọa Tây Nguyên mà chúng tôi viết vào trong bài học thì nó sẽ pha loãng đi. Đây là một điều mà chúng tôi muốn quý Phật tử lưu ý. Tức là chúng ta nói cái chính trước, chúng ta nói cái gốc trước, chúng ta nói cái nguyên chất trước. Bài học, do đó trong bài học chúng tôi không có ghi. Ở trong bài học chúng tôi chỉ đề cập đến những vấn đề liên quan rất là trực tiếp đến đề tài thôi. Bởi vì kinh nghiệm chúng tôi thấy rằng có rất nhiều bài kinh những vị giảng sư giảng rất rộng, nhưng mà do giảng cái rất rộng đó thì người ta chỉ để ý đến những cái ngoại vi hoa lá cành, mà người ta không có chú ý đến cái điểm của vấn đề. Nhưng dù sao đi nữa thì có cái này cái kia thì chúng ta cũng hiểu thêm. Chúng ta cũng hiểu thêm, hiểu điều đó nó trở nên rất là lợi lạc nếu mà mình chịu khó suy tư. Và cũng một điều khác chúng tôi nhắc quý Phật tử đó là học thắng pháp đôi khi không nhất thiết là mình đòi hỏi là học một bài mà mình hiểu hết, hay hoặc giả là chúng ta cố gắng để trình bày hết trong một bài, không có chuyện đó đâu. Đề tài của thắng pháp, ví dụ đề thắng Phật mà chúng ta thấy cùng cận thì thật ra nói rất nhiều ngày, chứ không phải nói một ngày được ở trong buổi học. Thành ra chúng ta chỉ gom thu ở trong một số phương diện nào vừa phải cho một bài học. Nên quý Phật tử phải lưu ý là đừng nghĩ rằng một bài viết như vậy là chúng ta hiểu hết vấn đề. Không có trong trường hợp nào trong thắng pháp mà một bài học mà nói đủ hết tất cả mọi vấn đề. Do vậy chúng ta nên đặc biệt là cẩn thận về điểm này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Quốc Tế Nam Ma. Kính chuyên chư Tôn Đức đã vào trung để thuyết giảng. Đến lúc này, chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thank you.